Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý ân nhân tài trợ của mắt ân nhìn cuộc đời Canada. Kính thưa gia đình ông Đào Thiện Mỹ và bà Phan Mai Sương, hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao, con trai của thiện mắt nhìn cuộc đời Bến Tre, đã nhận số tiền từ thiện của quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân từ Canada, cũng như gia đình ông Đào Thiện Mỹ và bà Phan Mai Sương đã đóng góp và ủng hộ cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre là 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà ước mơ cho gia đình em Nguyễn Trọng Tài ở ấp Tân Phong, xã Tân Thái A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thì được biết là căn nhà em là vợ bỏ đi rất lâu, giờ hai em sống ở đây nuôi hai con và nhà cửa rất là sụp sệ, không còn chỗ che nắng che mưa cho hai con ăn ở. Hôm nay nhóm thiện nguyện của Cao con trai của thầy mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã được anh em địa phương giới thiệu qua và đến khảo sát nhận định là căn nhà của em bị dột nát, không còn chỗ che nắng che mưa. Cho nên hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao con trai từ thiện mắt thương nhìn cuộc đời Bến Tre đã vận động từ nhà hảo tâm, quý cô chú nhóm thiện nguyện của mắt thương nhìn cuộc đời Canada cũng như gia đình của ông Đào Thiện Mỹ và bà Phan Mai Sương đã ủng hộ 50 triệu đồng để xây căn nhà ước mơ cho gia đình của em Nguyễn Trọng Tài để có chỗ che nắng che mưa cho hai con em vững vàng học hành và em yên tâm đi làm lao động để có tiền để trả giúp cho hai con ăn học. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao con trai cởi thiện mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã xây dựng và cất hoàn chỉnh căn nhà của em Nguyễn Trọng Tài nơi đây. Thì kính thưa quý vị, thì căn nhà này được biết thì nếu như nhóm của mắt nhìn cuộc đời Bến Tre thì màn chỉ có 4m5, dài 11m hoặc là như 11m5, nhưng hôm nay của gia đình em cũng có ngỏ ý màn thêm, cho nên cái nhà này chúng ta đã màn là 6m5 bề ngang, chiều dài vẫn là 11m, cho nên cái nhà rất là rộng cả nhà. Đây là khu vực này là phòng khách nha cả nhà. Đó, khu vực này là phòng khách của em cũng như gia đình. Đây, thì giờ đi vào phía bên trong quay cho quý vị biết. Thì đây là phòng ngủ. Đây, phòng ngủ rất là rộng cả nhà. Đó, anh chị em mình xem qua thì được biết thì cái ca phòng ngủ cũng rất là rộng. Ông Đào Như Mỹ và bà Thảo Sương thì cũng biết đây là cái chỗ này, có giường này của cha em nghỉ. Thì đây cũng rất là rộng nha, rộng dữ lắm, là rộng thoải mái. Đây là căn phòng thứ hai của em, đây là bị gia đình em có hai đứa con, đứa gái, đứa trai, cho nên một cái căn phòng này, phòng số 2 của các cháu. Đây là xuống đây là còn rất là rộng, có khoảng không gian nhà bếp và chỗ nghe cho em học hành. Đi nhà mình chưa trải nghiệm kịp nên quý cô chú anh chị em, quý nhà hảo tâm, thì mình chưa trải nghiệm kịp. Bởi vì thời tiết hôm nay là mình chờ hai cháu đi học về nên vậy hơi tối. Thì kính thưa quý nhà hảo tâm mạnh thường quân, thì được biết thì gia mình vô cũng hơi tối chút xíu, bị hai cháu đi học mới về. Cho nên hôm nay mình đã đến đây, mình đã hoàn chỉnh cái căn nhà cho em Nguyễn Trọng Tài đã xong. Giờ mình ra cái phía sau căn nhà. Hai căn nhà đây, cũng mình nằm ở trong bóng dừa rất là mát thoáng như cả nhà. Đây toàn bộ xung quanh ở vườn xứ của Mỏ Cày Bến Tre này, cái khu vực này là dừa, sống trong vườn dừa hay cô chú. Thì cái nhà rất là thoáng mát. Đây căn nhà này, đây cũng này mình nằm trong bóng dừa
Thì quý cô chú anh chị em mình thấy toàn bộ đây là khu vực vườn dừa không? Đây mình sống ở vườn mà, ở xứ dừa mà. Rất là mát. Đi qua đây là cái phía đầu sông. Phía trên cũng là cây dừa che mát. Thì đây là cái nhà vệ sinh và cái toilet cũng đã mần xong. Thì hôm nay cũng đã hoàn thành mỹ mãn cái bàn giao cho em vào nhà sử dụng để ở. Thì hôm nay nhóm thời hiện của Cao con trai cực hay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre cũng đã hoàn thành xong tất cả cái ngôi nhà này. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện thì cũng bàn giao cho gia đình. Kính mong quý nhà hậu tâm, quý mạnh thường quân, quý cô chú, quý ân nhân tài trợ cũng như gia đình cô Đào Đào Thiện Mỹ và Phan Mai Sương cũng được biết hôm nay đã mình bàn giao căn nhà đã hoàn thành mỹ mãn. Thì kính thưa quý vị, thì căn nhà ở đây là sứ dùng của mỏ cày Bến Tre nha, nên vậy nằm trong bóng dừa không ha, quay cho bà con thấy vậy thoáng rất là mát chứ không có nóng nha cả nhà. Đó, nằm trong bóng dừa không đây, đây toàn bộ là dừa. Dạ vậy mấy ông thường nhận của Úc Cao con trai thằng mắt cuộc đời của Bến Tre thì cũng đã hoàn thành mỹ mãn hôm nay. Vậy kết thúc đoạn video này, kính chúc quý nhà hảo tâm với mình thần quân được nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật, lễ phép kính chào.